Nào mình cùng tìm tòi những đề thi vật lý, học tập và giải trí không để phí thời gian trôi. 12 năm qua không cha không phí, sống qua môn lý miệt mài không thôi. Nhanh tay cầm bút ra đây xem nào, nhanh trí cầm bút khoanh ngay luôn vào. Đi thi không thắc mắc nhiều câu sai, những câu năm ngoái không sai câu nào. Lượng tử ánh sáng ngon ơ trong đề thi bốn câu là thường tình ba câu, bất chấp vẫn muôn trùng sóng cơ. Đề thi năm nay cứ như ở trường mình, bao nhiêu câu thì cũng dễ, không việc gì phải xem lâu. Kiến thức như tình nghĩa anh em không thể quên nhau. Đáp án ở đâu, đáp án ở đấy, sao phải mở giấy, quan trọng là tự tin đâu. Một câu là may mắn, hai câu là sẵn tay, ba câu là hơi đuối, bốn câu là ngất ngay, năm câu là hơi khó biết ý mà xem sau. Bao câu thì cũng dễ, quyết chí làm thêm câu. Một câu là may mắn, hai câu là sẵn tay, ba câu là hơi đuối, bốn câu là ngất ngay, năm câu là hơi khó biết ý mà xem sau. Bao câu thì cũng dễ, quyết chí làm thêm câu. Ăn nhiều để năm trước hay năm nay nhưng không được làm liều, sai nhiều học tập tích cực hăng say để mình tự làm nhiều. Ăn nhiều để năm trước hay năm nay tự bản thân mình làm nhiều, ăn nhiều không cần giống những người yêu ăn may. Liều ăn nhiều để năm trước hay năm nay nhưng không được làm liều, sai nhiều học tập tích cực hăng say để mình tự làm nhiều. Ăn nhiều để năm trước hay năm nay tự bản thân mình làm nhiều, ăn nhiều không cần giống những người nhiều ăn may. Răng mà câu hỏi con trong thì lom dom nhưng mà không được chủ quan. Đề thi đâu mình dễ thì làm trước tính toán thật nhanh, còn bao câu khó thì đi sau cùng, mang hết tất cả các câu khó trong đề ra đây. Bao nhiêu câu khó để thầy ra tay, tổng hợp dao động phải kết hợp với hình vẽ, tự động nó sẽ phải lòi ra ngay. Không được không được cả tin bạn ở lớp người ta, quanh nhanh lên sau lại ngỡ người ra. 40 câu là phải khoanh không sót, áp dụng vào vài công thức là ra. Từng giờ từng phút đôi tay vẫn làm, để là và khó vẫn luôn sẵn sàng. Nhờ tô thật kỹ 100% để một ngày được thấy tên trên bảng vàng. Một câu là may mắn, hai câu là sẵn tay, ba câu là hơi đuối, bốn câu là ngất ngay, năm câu là hơi khó biết ý mà xem sau. Bao câu thì cũng dễ, quyết chí làm thêm câu. Một câu là may mắn, hai câu là sẵn tay, ba câu là hơi đuối, bốn câu là ngất ngay, năm câu là hơi khó biết ý mà xem sau. Bao câu thì cũng dễ, quyết chí làm thêm câu. Liều ăn nhiều để năm trước hay năm nay nhưng không được làm liều, dài nhiều học tập tích cực hăng say để mình tự làm nhiều. Ăn nhiều để năm trước hay năm nay tự bản thân mình làm nhiều, ăn nhiều không cần giống những người yêu ăn may. Liều ăn nhiều để năm trước hay năm nay nhưng không được làm liều, dài nhiều học tập tích cực hăng say để mình tự làm nhiều. Ăn nhiều để năm trước hay năm nay tự bản thân mình làm nhiều, ăn nhiều không cần giống những người yêu ăn may.